các nghệ nhân ngắm cây ổi này kinh nhá. Ô, cây này sao lại ra đây thế? Vâng ạ. Cây này của ông Ngọc Anh ở trên Lạc Long Quân mà, ở trên Tây Hồ mà. Bán rồi. Ngọc Anh thì nó giờ ra thị chợ. Của chỗ này đông vui quá nhỉ, hôm nay thêm mấy ô tô liền à. Nhiều nhiều cây quái ghê. Ai chà. Có gì mà hot thế anh? Dạ. À ông à. Vâng chào. Thường Vi ra nha. Thường Vi này ghép bằng lăng hay sao? Bằng lăng. Ghép bằng lăng. Gốc chứ... bằng lăng. Ừ. Đúng rồi. Chứ làm sao gốc Thường Vi như thế này. Thế cái này à? Hả? Thế cái này à? Cầm đây nha. Để sang bên này xem nào. Các nghệ nhân ngắm cây ổi này kinh nhá. Ô, cây này sao lại ra đây thế? Vâng ạ. Cây này của ông Ngọc Anh ở trên Lạc Long Quân mà, ở trên Tây Hồ mà. Bán rồi. Ngọc Anh thì nó giờ ra thị chợ. của Nghệ Vời anh. Nghệ Vời. Ừ, một quả nó có quả. Có ngày ra mà nhà nó có quả. Ủa, cái này thì ông Anh nhìn thấy cây của mình lại được ra chợ rồi. Đợt tưởng ông nào mua cho đi triển lãm. Cây Nghệ Vời. Ôi cây hoa vỏ chuối thơm lắm đấy. Thơm lắm. Cây này hoa thơm. Bao tiền nghệ nhân? Cây hoa đây này. Biết rồi, quê em nhiều cây này lắm. À, bao tiền cây này nghệ nhân? Này triệu rưỡi. Hay quá. Tí nữa để ra ngó. Bây giờ kiếm hơi khó đấy. Hoa nhiều nơi gọi là hoa rẻ, còn cây hoa nó nở giống như cây vỏ chuối trễ làm ba ấy. Bóc cái vỏ chuối ra. À, nghệ nhân Ngọc Anh đâu? Không biết Nghệ Vời báo giá cái ổi nó bao nhiêu. Có phải cây nhà anh Ngọc Anh nhỉ? Nhìn giống lắm. À, đường co quá khiếp rồi. Có bể quái đâu anh? Nó đang sợ nó hỏng mất đây này. Để đến là nó hỏng thật. Đúng rồi, có cách nào quê em nó có cái bể như thế đâu mà dùng. Mà có nhưng chả có nhờ người mà khiêng được. Nặng của máy cắt trưởng. Con đấy liệu có tiêu thụ được không anh? À, nghiên cứu phát. Con đấy dám là chúng mới bỏ ra không? Em mới bật lá vừa rồi, không biết lâu lâu chưa về. Nhưng mà đợt vừa rồi chú về bật lá có mới bỏ ra không? Vừa mới bật được có mấy hôm. Đợt trước để ở nhà của bên bỏ ra không nhưng đợt trước thì không. Vì là đã bật lá lần nào đâu. Để anh... Bởi vì là nó không có cái đế nên khó. Vâng. Xem anh tiêu thụ được bao nhiêu thì giải quyết. Trên đấy chắc là cái to cũng khó. Vâng. Đó. Tùy anh lên anh ngắm đi. Được giải quyết luôn thế nào? Em đây này, em phải đi bán cả mấy cái ấy đây. Ổi đây anh em. Ổi đẹp đấy. Của Nghệ Vời chả biết bao tiền. Xuống xe đấy. Xem có gì đặc sắc không. Ủa, mẹ, mệt lắm. Nhìn ghê lắm. Nhìn cũng... À đấy, có con đấy có vẻ xinh xinh đấy. Nhưng mà sao đóng vào cái chậu nặng thế. Cả cái chậu kìa.
là cây thì bé đóng cái chậu tiếp quá. Tiếp đây. Mất sức quá. Mất hết tính nghệ thuật của cây. Chôn giấu nghệ thuật. Thôi. Nhà chơi. Anh xả Quỳnh toàn những đồ nặng nề nhá. Toàn đồ nặng. Khó tiêu hóa lắm, chắc chỉ có các bác các cụ chơi thôi. Quay trở lại cho anh Kiện mất. À vâng, nhất chiêu. Cái này bao tiền anh? Đây. 13 triệu. 13 triệu à? À. Xanh chất xanh quê. Xanh quê. Nó đẹp. Đấy, dáng rất dị nhá. Độc lạ. Con nào lên nghiên cứu anh nhá. Hoặc là có con nào mà tương tương đương thì bù lên đấy cũng được. Thế à? Cho đỡ chống sân. Vâng, vì sợ nó hỏng mất. Không có đế là hỏng vì cái rễ nó ở dưới hết mà. Bỏ sợ chú mà không ngại cho anh chở về anh đi bán. Ừ, anh chờ anh bán. Hoặc là có cái cây nào để vào đấy luôn cho đỡ trống ấy. Tự nhiên nó bị lệch qua một bên. Tiện xe nâng đi nước luôn đi. Chứ không mẹ sức người thì chết. Ừ. Ok anh, thực ra là cái cây nó cũng nhẹ thôi nhưng cái món mà tiểu cảnh nặng. Đấy, con này bao tiền anh? Tiền ơi, một cây xanh to bao tiền này? Không, tao hỏi chứ, chứ mày không lấy, tao không lấy đi người cả. Cây này bao tiền? Mày phát giá chính xác bao giờ là 15 triệu. Đây là ôm đá rất hay. Đá tiền. Chơi của anh Kiện. Là 26 hay 16 thì quên bố rồi. Cái này 16. 16. 35 cổ đó. Đấy. Đẹp đấy. Kinh nhà con này ôm hòn đá. Xin tết chuột. Nghệ Việt đây. Để vách dây cao á, mình hạ con đấy hạ thấp nhìn nó khỏe. Ai da, con này đục cái lỗ cho cái rễ vào luôn này, từng cái rễ luôn này. Đang không biết cây của ai này. Trời nó hơi mưa mưa cả nhà cho nên là hôm nay nó cũng nhiều cây, chả biết cây của ai của ai. Cụ này có phải là đang xem cho khách cái cây kia kìa. Đây này có cái tay hoành thì buồn cười nhưng mà lại là có cái cổng vào cũng khá là vừa vặn. Nhưng cái cổng này thì đơn giản quá. Mày rất nhiều xe cây lên nhá, chả biết của ai với của ai.
thì cũng bay, cũng bay phiêu gớm đấy. Xin lỗi là mấy cây này mình không có thông tin cả nhà về chủ, về giá. Đây này, cây hoa, hoa rẻ vừa nãy đây. Có nhiều người gọi là hoa, cây hoa rẻ hoặc là cây hoa vỏ chuối. Quê mình thì lại gọi là cây, cây vỏ thải ấy. Đấy, cả nhà. Cái nụ của nó đây nhá. Sao nó nở ra, nó nở ra xong, nó nở ra là màu xanh, nó dài tầm bằng này. Xong rồi nó chín nó chuyển sang màu vàng như cái vỏ chuối luôn. Như cái vỏ chuối mà mình bóc ra ấy. Bóc cái vỏ chuối ra ấy. Ở quê ngày xưa, quê tôi nhất là vùng đồi gò, nó rất là nhiều cây này. Sau đấy thì người ta cũng phá đi và sau đấy rồi người ta lại thích chơi cây này. Nhưng mà cái lúc người ta thích chơi rồi thì lại không còn nữa. Đó.